Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn các loại pin cúc áo dòng CR. Thì cái dòng CR này là pin cúc áo có điện thế là 3V và thông thường được dùng cho các cái đồng hồ hoặc là các thiết bị điện tử hoặc là dùng các thiết bị điều khiển để nuôi nguồn. Ở đây chúng ta thấy là các cái pin cúc áo sẽ có ký hiệu gồm hai thập phần. Thì nhất là phần chữ đằng trước là CR thì hiện đây là viên cúc áo 3V. Và cái đằng sau là mã hiệu gồm có phần số ở đây số có thể là 927 hay là 1130 vân vân. Thì những cái thông số đó là thể hiện được đường kính và chiều dày của viên pin. Ví dụ ở đây cái viên pin CR927 thì ta sẽ có đường kính là 9 mm và bề dày là 2,7 mm. Các viên khác cũng tương tự, ví dụ đây là CR1632 tức là đường kính sẽ là 16 mm và bề dày sẽ là 3,2 mm. Ở đây gần như chúng ta lại có các cái loại pin CR dòng CR viên cũng áo phổ thông và chúng ta sẽ lượt qua từng loại một. Đầu tiên là viên pin nhỏ nhất là CR927. Viên pin này có điện thế là 3V, đường kính 9mm và bề dày là 2,7mm. Các pin này thì được đóng vỉ thường thường là theo 5 viên một. To hơn một chút có pin CR1025. Có đường kính là 10mm và chiều dày là 2,5 mm. CR1130 có đường kính là 11 mm, to hơn cái 1025 một chút và đường kính à và bề dày là 3 mm. CR1216 có đường kính là 12 mm và bề dày là 1,6 mm. 1220 và đường kính như 1216 nhưng mà bề dày là dày hơn. Bề dày là 2 mm. 1225, đường kính 12 mm và bề dày là 2,5 mm. C 1616. Đường kính là 16 mm và bề dày chỉ có 1,6 mm thôi. 1620, đường kính 16 mm và bề dày là 2 mm. 1625, đường kính 16 mm bề dày là 2,5 mm. Và 1632, đường kính là 16 mm và bề dày là 3,2 mm. Thế thế đây cũng đều là 3 V. Tiếp theo dòng 16 thì ta có dòng 20 là đường kính là 20 mm và có bề dày đây là 2016 là bề dày 16 1,6 mm. 2025. Đường kính 20, bề dày 2,5. 2032. Là dòng rất phổ biến lắp trong các cái bo mạch máy tính. Đường kính là 20 20 mm và bề dày là 3,2 mm. 2330 có đường kính là 23mm và bề dày là 3mm dòng cao hơn chúng ta có 2430 đường kính là 24mm và bề dày là 3mm và cái to nhất lên là 202, 2450 có đường kính là 24mm bề dày là 5mm rất là dày để tìm hiểu kỹ hơn về các loại pin này các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà về com Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.